Dạ, xin mến chào quý vị. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà anh Tấn ha quý vị. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe, thành công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo quý vị. Hôm nay bên anh Tấn tiếp tục về một số phô mai thứ quý phục vụ quý vị video hôm nay ha. Mình cũng thay mặt anh Tấn cảm ơn quý vị đã ủng hộ anh những video vừa rồi. Và anh Tấn ơi. Chào Trương, Dạ. thì hôm nay em về 11 phân quý mà cây một quế Dạ. cũng nhà trường đến quay chia sẻ anh em gần xa giao lưu cùng anh em ha. Địa chỉ cũng ấp Văn Khương, An Tể, Chợ Gạo, Tiền Giang, Dạ. số điện thoại 0336 2756 ha, cây số 1 rồi cao 44 chiều cao 44 quý vị, đó hai vị trí nhà trường. Dạ. Đây thì Đấy. 34 34 bỏ cái cây con ra ngoài một xíu. Rồi, 30. 30. Rồi, hợp lại ha quý vị. Để đây quý vị. Để trải đều hết luôn ha. Lồng lực ha quý vị. Rồi giá lên tới rồi. Rồi, cái số 1 mình báo giá 3 triệu, bao sắm qua xếp. Rồi, mã số 1 3 triệu ha quý vị. Rồi chiều cao 70. Rồi. 34 đến 33. Rồi hợp lệ quý vị. Để đây quý vị. Nguyên khối nào quý vị. Để nguyên khối luôn. Cục cạnh nào quý vị. Rồi giá luôn tấn rồi. Cái số 2 mình giao lưu 2 triệu 6. Rồi mã số 2 thì 2 triệu 6 quý vị. Rồi cái số 3 đây lùng lực luôn, phải cầm đều lực. Rồi 6 14. Rồi 6 4 quý vị. Ngày khỏi đâu với 39 mình. Rồi 39 yếu tính 38 đi. À rồi. Rồi giá lên tới rồi, số 3 giá 5 triệu. Rồi mã số 3 5 triệu quý vị. Rồi mã số 4 cây đế chân quỳ không quý vị. Nguyên cụ ở cho bá luôn. Cục cầm lực nữa. 64. Rồi 64 quý vị. Đo không khó đo không quý vị, tại rồi, đo hai vị trí trước đi. Đo hai vị trí nè. Rồi giờ dắt chữ A không 43 42. Rồi. Đây dắt chữ A không quý vị. Rồi xuống đây là 47. Dạ. Đây để quý vị. Nguyên chân quỳ ha. Rồi giá luôn tấn rồi. Cây số 4 mình giao lưu là 4 triệu rưỡi. Rồi mã số 4 4 triệu rưỡi không quý vị. Cũng bao xếp hết ha. Nào. Rồi, 85. Chiều cao 85 quý vị. Rồi, 44. 44 hoành quý vị. Cụ cụ đế không quý vị? Đế lực ha. Đều. Rồi chỉ đẹp tôi 47. Rồi, đo đó 47 là hai giờ cũng sáng rồi. Rồi, đế. Viên mình đạt nè quý vị. Rồi giá lên tới rồi. Rồi, cái số 5 mình 5 triệu rưỡi. Rồi mà số 5 5 triệu rưỡi không quý vị. Rồi, mà số 6. Rồi, cũng được.
thấy. Rồi 45. Rồi chỉ cả 45 bây giờ. Quyền cái mình nạt nó luôn. 40. Rồi 40 chuẩn đi quý vị. 40 chuẩn đi. 40 chuẩn quý vị. Này giống nguyên thú luôn nha. Quyền mình nạt không quý vị. Rồi giá lên tới rồi. Rồi 4,7 triệu. Rồi mã số 6 4,7 triệu. Rồi. Rồi mã số 7. Một thông cốt tay cầm nè quý vị. Tay cầm dạng xương rất dày ha. Lộn thứ. Có 31 quạnh. 31 quạnh quý vị. Ở chạc cũ anh đúng. Đây quý vị. 77 trời ơi. Nguyên cũ đặt ha, cũ nguyên cũ 77 ha quý vị. Để cắm không quý vị. Lực ha. Tay canh vàng xương về đặt luôn quý vị. Cao 1,5 m. Chiều cao 1,5 m quý vị. Rồi những cây này là không lên bằng quay được quý vị cũng thông cảm mà có gì chưa rõ chi tiết qua số Zalo anh Tấn rồi giá anh Tấn ơi. Rồi cây số 7 4,5 triệu. 4,5 triệu không quý vị, mã số 7 4,5 triệu, còn mã số 8. Cao. Cũng một thằng một cốt luôn, vàng cao xương. Cao 1,5 m luôn trời ơi. Cao 1,5 m luôn không quý vị, tay cầm về đặt luôn ha. Rồi bánh thăng lên Tấn ơi. Rồi 7. Rồi 37 ha quý vị. Để cắm ha. Mình kìa thêm một đế miếng. Vẫn có cắm đều không quý vị. Rồi giá luôn Tấn ơi. Rồi mã số 8 5 triệu. Rồi mã số 8 5 triệu không quý vị. Tục mã số 9. Rồi mã số 9. Một thằng một cốt luôn quý vị. Chiều cao. Rồi cao 1,7 m. Chiều cao 1,7 m luôn quý vị. Quý vị lấy phơm cao ha, mấy cắt lùng lại cũng được ha. 39. Rồi 39 quý vị. Để đây quý vị. Cũng lực lực bùng liều ha. Có kẹo nguyên kéo liền kéo không quý vị. Dốt lên. Rồi giá lên Tấn ơi. Rồi cây số 9 5,2 triệu. Rồi mã số 9 5,2 triệu. Mã số 10. Rồi mã số 10. Cây này về quý vị cắt cái nhánh bữa đó bỏ lấy lại cốt cũng được ha. Làm cái đuôi. Rồi cao 1,6 m được ơi. Chiều cao 1,6 m quý vị. Rồi. Rồi 38. 38 chỗ này bây giờ anh Tấn. Này không có cây ma chú thủy đem đục ra, đục cái đụng để dính cái da. À, cái này chỗ này trắng để ma chú thủy không quý vị, chứ không phải là ra. Cây do bên đây bị ấy không quý vị. Mai nó nằm sát đây đừng mai chú thủy mình đục ra nha. Lên bằng quay cũng muốn lắm quý vị nhưng mà tại nặng quá không mà nắm. Cái này về quý vị rút lại lấy cốt lên cây này rất đẹp ha, lấy cái thân bên này chủ ta cảnh đều không quý vị. Trồng trực lại nha. Ok. Rồi giá lên Tấn ơi. Rồi 2,7 triệu. 2,7 triệu. Rồi mã số 10 2,7 triệu. Số 11 cây nguyệt quế nha. Ủa còn cái này. Ủa quên đó. Số 11. Số 11 quý vị. Cây này cũng phong cao luôn ha. Rồi cũng có khoảng 1,7 m luôn. Rồi 1,7 m quý vị. Đây. Thằng một cốt luôn không quý vị. Hoành luôn.
44 yếu tính 43. 43 quý vị, đế đây quý vị. Cây này chắc chữ A ha quý vị. Đế cũng chạy đều hết luôn ha. Rồi giá lên tấn rồi. Rồi cái 11 6 triệu rưỡi. Mã mã số 11 6 triệu rưỡi. Rồi mã số 12 là cây Nguyệt Quế. Bonsai ha quý vị. 35 cao. Rồi 35. 42. Rồi 42. Đế đi. Vì thấy đế Nguyệt Quế cả điểm hết luôn ha. Rồi giá lên tấn rồi. Cái quế mã cuối cùng số 12 1.8 triệu, mình cũng bao xếp thôi tất cả ha. Mã số 12 là cuối cùng cuối clip ha quý vị. Thì cuối clip mình cũng thay mặt anh Tấn cảm ơn quý vị dành thời gian quý báu xem hết video ha. Quý vị là xem thích cái nào cứ alo trực tiếp cho anh Tấn ha quý vị.